Cô nương chào cả nhà buổi sáng nha. Giờ trong quê của cô nương là chưa tới 6 giờ, 5 giờ mấy à. Mà cô nương thức từ hồi 4 giờ khuya để mà lột cái mít này nè bán cho người ta. Lột sẵn về bỏ bọc bán 40 ngàn ký cả nhà. Đây, giờ cô nương chuẩn bị bỏ bọc. Tại lúc nãy lột á, khó khăn quá không có quay. Mít này là nhà cô nương chín cây mít Thái đàng hoàng. Đây, bắt đầu mình giờ mình bỏ vô bọc để mình canh mình bán người ta nha. Không biết được mấy ký đây. Đây, chuẩn bị cái bọc đây. Rồi, bây giờ mình bắt đầu bỏ bọc thôi. Cái gấp vô bỏ một bọc. Nửa ký là 50 gram. Bán người ta. Cả nhà nhìn mũi mít vẫn ngon ghê. Ngọt ngắt ngay luôn nha. Cái này là mít chín nhẹ, chín cây nhà vườn, chín cây lúc nãy cái trái chưa có lột, quên căng thử có nó được bao nhiêu rồi mình lột và mình bán ra được bao nhiêu. 50 gram chưa đủ. Ngọt lắm cả nhà ơi, ngọt ngất ngay luôn á. Đó, một bọc như vậy là 50 gram nè. Sang một bên. Đây, bắt đầu bỏ bọc như thế này. Mình cứ bỏ bọc như vậy nè. Mình canh. Bọc nửa ký thôi. Ai muốn ăn nửa ký thì cũng có. Canh một cái lớn quá. Giữa lúc mình đắp không muốn hết. Mỗi lần cô đương hái là bắt đầu cái lột sạch sẽ vậy như thế này. Cái bỏ bọc bọc cái canh đăng lên Facebook. Mình tí xíu là ta muốn chơi muốn mê lắm. Bất ổn không biết lọt, nghe biết lọt rồi. Nửa ký. Một ký ra nha. Này cũng được 2 ký ạ. Trời ngon ghê. Ngon lắm luôn. Được 2 ký luôn cả nhà.
Đây, mỗi một bịch vậy là nửa ký lô nha. Đó, nhìn ngon vô cùng nha. Rồi tí xíu nữa nhỏ cháu nó sẽ đi giao hàng. Rồi, cô nương tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui. Đây giờ mình căng thử một bọc này bao nhiêu nha. Đó cả nhà thấy không, nửa ký lô nè, 50 gram. Xong rồi đây, được bớt bịch nha cả nhà, được bốn bọc vậy đó, mỗi bọc nửa ký là mình được cái này là 2 kg. Đây xong rồi, nương bỏ bọc rồi đó, mỗi bọc vậy là nửa ký cả nhà. Đó mình được 2 kg, mình bán được 60.000, ngon lắm cả nhà ơi, mời cả nhà nha. Cô nương tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui nha.